Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 22 tháng 5 tại thị xã Bỉm Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụm số 3 gồm khối Đảng ủy trực thuộc, đoàn thể thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận thời gian qua, các đơn vị trong cụm 3 đã đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác một cách cụ thể, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt với những nội dung sát thực, đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Lựa chọn việc làm theo Bác có trọng tâm, xây dựng thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm ở địa phương đơn vị, khắc phục hạn chế yếu kém. Công tác kiểm điểm phê bình, tự phê bình từng bước thực chất hơn, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh. Việc thực hiện chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả cụ thể. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trên cơ sở những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện văn bản số 1142 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, công khai kế hoạch hành động theo chuyên đề hàng năm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, phản biện kịp thời, đúng quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hậu Lộc, huyện Hoàng Hóa vừa tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hậu Lộc đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, điển hình là các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động nhân dân quyên góp ủng hộ các quỹ trợ giúp nhân đạo số tiền hơn 5 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức mặt trận vững mạnh. Đại hội đã hiệp thương cử 66 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hậu Lộc lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoàng Hóa đã vận động các tầng lớp nhân dân huyện Hoàng Hóa và các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, tham gia tích cực vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả, đến nay có 37 trong tổng số 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Hoàng Hóa xuống còn 3,42% năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,7 triệu đồng một năm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đại hội đã hiệp thương cử 93 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoàng Hóa lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử các đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019-2024. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo khung lịch thời vụ, hiện nay các địa phương đang chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa. Năm nay, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp nhưng do được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên các trà lúa chiêm xuân phát triển khá tốt, ít sâu bệnh cho năng suất cao. Với phương châm lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa đang tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân. Để đảm bảo tiến độ, xã huy động 8 máy gặt đập liên hợp hỗ trợ bà con thu hoạch 100% diện tích lúa. Đồng thời, khuyến cáo người dân gặt vào thời điểm sáng sớm và chiều mát để tránh nắng. Đến nay, cả xã đã thu hoạch được hơn 60% diện tích lúa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 5. Năm nay là nhà tôi cấy chín sào, thuận tiện là coi như máy móc về sớm, bà con tranh thủ cái gì cắt tránh mưa. Với năm nay lúa cũng đạt được coi như tầm 3 tạ. Thu hoạch nhanh xanh nhà hơn già đồng. Thì toàn xã chúng tôi xuống đồng thu hoạch là từ ngày 18 tháng 5
Với cái năng suất lúa vụ chiêm xuân thì bình quân năng suất bình quân là đạt 68 đến 70 tạ trên 1 hecta. Tại huyện Quảng Xương, các xã cũng đang gấp rút thu hoạch diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên. Vụ chiêm xuân năm nay, huyện cơ cấu 90% trà chính vụ với các giống lúa chất lượng cao như Thái Xuyên 111, Nhĩ Ưu 986, Thiên Ưu 8 cho năng suất bình quân 66 tạ trên 1 hecta. Ủy ban nhân dân đang chỉ đạo bà con là tập trung thu hoạch sớm trên hai cái mục tiêu. Thứ nhất để bảo đảm cái năng suất chất lượng của lúa. Và thứ hai nữa để dành thời gian giải phóng quỹ đất để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Vụ chiêm xuân 2018-2019, toàn tỉnh gieo cấy 117.000 ha lúa, trong đó có 90% trà xuân chính vụ. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, năm nay tình hình sâu bệnh được kiểm soát tốt nên giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Mặc dù thời tiết năm nay nắng ấm khiến thời gian sinh trưởng cây lúa ngắn hơn mọi năm, nhưng do các địa phương tích cực hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, nên năng suất lúa bình quân toàn tỉnh vẫn đạt 64 tạ trên 1 ha. Tính đến hết ngày 22 tháng 5, các địa phương đã thu hoạch được khoảng hơn 80.000 ha lúa. Diện tích lúa còn lại tập trung chủ yếu ở các huyện ven biển. Hiện nay trên địa bàn toàn xã thì có 143 ha là cấy lúa, đến nay đã thu hoạch được 40% diện tích. Thì tranh thủ cái thời tiết, cán bộ xã rồi cán bộ hợp tác xã nông nghiệp đã chỉ đạo cho nhân dân tập trung thu hoạch trong cái thời tiết tốt nhất và gặt đến đâu là dầm đất đến đó để đảm bảo cho cái vụ tiếp theo. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ chiêm xuân, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2019, tập trung chuẩn bị vật tư nông nghiệp, giải phóng đất gieo mạ, đảm bảo khung lịch thời vụ. Đồng thời hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào các khâu gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Để nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản, thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Hoàng Hóa đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, ứng dụng khoa học công nghệ cao, hướng tới phát triển bền vững hơn. Hai anh Cao Văn Long và Trương Văn Toàn ở xã Hoàng Yến có diện tích ao nuôi thủy sản 2,4 hectare. Trong đó, chỉ bố trí 0,5 hectare để xây dựng 12 ao nuôi tôm. Phần lớn diện tích còn lại dành để làm hệ thống ao xử lý nước đạt chuẩn. Thời gian nuôi rút ngắn hơn so với nuôi công nghiệp thông thường từ 20 đến 30 ngày một lứa. Mỗi ao diện tích 300m2 có thể đạt sản lượng tới 5 tấn tôm một lứa. Hiện xã Hoàng Yến có 250 hectare nuôi tôm, trong đó có 60 hectare nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chỉ có công nghệ cao thì mới đem lại cái con tôm sạch. Vì sao công nghệ cao nó đem lại con tôm sạch? Mình có thể khống chế được môi trường, mình có thể quản lý được môi trường. Từ môi trường đầu vào đến môi trường đầu ra, nguồn nước đầu vào, nguồn nước đầu ra mình phải xử lý, nó thật là chặt chẽ. Chúng tôi đang tập trung hướng dẫn và khuyến khích cho mọi người dân là đi theo cái hướng là nuôi tôm công nghệ cao. Đấy, thì trong năm nay là năm đầu, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng trong những năm tới và sẽ phấn đấu là mỗi năm chúng tôi sẽ phát triển được khoảng 10 hecta về nuôi cái hình thức công nghệ cao này. Cuối năm 2018, anh Trịnh Văn Thịnh ở xã Hoàng Hà cũng đã đầu tư 10 tỷ đồng để phát triển mô hình nuôi tôm công nghiệp phủ bạt có mái tre với diện tích 3,4 hecta. Hiện nay lứa tôm đầu tiên đang cho thu hoạch, năng suất đạt trên 30 tấn một hecta. Theo anh Thịnh, đầu tư nuôi tôm công nghiệp phủ bạt có mái tre, chi phí cao nhưng có thể tăng lứa nuôi trong năm và hạn chế rủi ro. Có lợi thế là coi như là ăn phòng chống được dịch bệnh đó, và coi như là sản phẩm nó cũng cao và coi như là nuôi được nhà, như tôi nuôi là nuôi trong nhà bạt thì nó có hiệu quả, thì tức là nuôi được quanh năm đó, mùa rét thì coi như là cũng nuôi mà nó vẫn phát triển bình thường. Huyện Hoàng Hóa có gần 1.600 hecta nước lợ có thể nuôi tôm. Trước đây đa số người dân nuôi theo hình thức quảng canh, xen canh, lợi nhuận chỉ đạt khoảng từ 50 đến 70 triệu đồng hecta. Hiện toàn huyện có hơn 100 hecta nuôi tôm công nghiệp và bước đầu phát triển một số mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Theo hạch toán, mức đầu tư nuôi tôm công nghiệp khoảng 1,5 tỷ đồng hecta. Sau 2,5 đến 3 tháng được một lứa, năng suất đạt từ 30 đến 40 tấn hecta. Nếu ứng dụng công nghệ cao, mức đầu tư khoảng 5 tỷ đồng hecta. Thời gian nuôi từ 50 đến 60 ngày một lứa, năng suất đạt tới 100 tấn hecta. Lợi nhuận của các mô hình này đều đạt trên 50% mức đầu tư. Huyện Hoàng Hóa đang tập trung tích tụ đất đai để cho cánh đồng thủy sản có diện tích lớn hơn, đồng thời là đẩy mạnh thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân
để đầu tư công nghệ cao vào sản xuất thủy sản nhằm gia tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích. Đồng thời thì Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các phòng ngành chức năng tập trung xây dựng đề án phát triển thủy sản giai đoạn 2019-2025 nhằm đưa thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng của huyện. Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ là giải pháp để phát triển an toàn và bền vững, hạn chế tối đa những rủi ro về dịch bệnh do ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình này, hạ tầng các vùng nuôi tôm ở Hoàng Hóa cần được đầu tư đồng bộ hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân có tiềm lực đầu tư nuôi trồng, gắn với liên kết đầu ra để có thị trường tiêu thụ ổn định. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm được coi là yếu tố quyết định để doanh nghiệp chiếm được niềm tin của người tiêu dùng. Chính bởi lẽ đó, hầu hết các doanh nghiệp Thanh Hóa đều đang tích cực đầu tư máy móc công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với nguồn nguyên liệu dồi dào, Thanh Hóa có lợi thế rất lớn để sản xuất nước mắm. Tuy nhiên, do sản xuất chủ yếu nhỏ lẻ, dựa trên kinh nghiệm là chính, nên sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh, khó cạnh tranh với các sản phẩm nước mắm khác trong nước. Trước thực tế này, ngay từ khi ra đời, thương hiệu nước mắm Lê Gia đã lựa chọn một lối đi khác biệt như chú trọng thông tin minh bạch trên mẫu mã bao bì sản phẩm, tạo tiện lợi cho khách hàng có thể mua sản phẩm ở bất cứ đâu qua nhiều hình thức giao dịch. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến chất lượng sản phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến làm ra thành phẩm. Nhờ vậy, chỉ sau 3 năm gia nhập thị trường, sản phẩm của Lê Gia đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn trong nước và đang từng bước xuất khẩu sang nước ngoài. Chúng tôi đa dạng các dòng sản phẩm bằng cách là có những cái sản phẩm chủ lực và trong từng sản phẩm thì có những cái quy cách bao bì đóng khác nhau với nhiều dòng sản phẩm khác nhau và tạo ra những cái phân khúc khác nhau. Trên một cái nền tảng cơ bản đấy là cái duy trì cái chất lượng là cái cốt lõi. Xác định là vì đi sau nên chúng tôi làm những cái sản phẩm nguyên bản tự nhiên, không phụ gia, không hóa chất để làm sao người tiêu dùng nhìn nhận cái thương hiệu của chúng tôi như là cái sản phẩm nước mắm sạch truyền thống. Thanh Hóa hiện có hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Cùng với việc tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tỉnh cũng chủ trương người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tiêu thụ sản phẩm, khẳng định được uy tín thương hiệu trên thị trường, đồng thời giúp người tiêu dùng lựa chọn được những sản phẩm chất lượng tốt với giá cả cạnh tranh. Nắm bắt cơ hội này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa ra các dòng sản phẩm mẫu mã mới đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm được vinh danh sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh, giải thưởng chất lượng quốc gia đã khẳng định chất lượng và vị trí của hàng Thanh Hóa trên thị trường. Công ty xác định chất lượng là cái khâu hàng đầu và là tạo tiền đề cho cái thương hiệu của công ty vững chắc trên thị trường. Đấy, chính vì thế cho nên là trong thời gian vừa qua thì công ty cũng đã chú trọng tập trung để đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại cũng như là đầu tư về nghiên cứu thị trường và nghiên cứu để nâng cao chất lượng của sản phẩm. Thì thực tế đến thời điểm hiện tại thì công ty có khoảng trên 30 sản phẩm có chất lượng cao được lưu hành trên rộng khắp trên toàn quốc và đã được người tiêu dùng tin dùng. Hiện nay, tại hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại hay trên thị trường, người tiêu dùng đã không khó tìm thấy những sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp Thanh Hóa sản xuất. Điều này cho thấy sản phẩm của doanh nghiệp Thanh Hóa đã có chỗ đứng nhất định. Tuy nhiên, để giữ gìn và phát triển thị trường một cách bền vững, điểm mấu chốt chính là doanh nghiệp phải tạo dựng được sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, trong những năm gần đây, tỉnh đã tập trung việc đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng, các khu điểm du lịch, từng bước tạo điều kiện cho hoạt động du lịch phát triển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Song song với đó là việc tạo dựng thương hiệu du lịch Thanh Hóa, một điểm đến du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn du khách. Tại Sầm Sơn, sau một thời gian dài quyết tâm chấn chỉnh, hoạt động du lịch đang được cải thiện theo hướng tích cực. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến hành cuộc khảo sát đối với du khách. Kết quả hơn 50% số phiếu của khách du lịch công nhận cộng đồng dân cư Sầm Sơn nhiệt tình cởi mở. Điều này cho thấy sự thay đổi về nhận thức, thái độ phục vụ du khách của cộng đồng và các đơn vị kinh doanh của Sầm Sơn trong những năm qua. Thì cứ mỗi lần đến đây tôi lại cảm thấy khác, nhất là đường phố và bãi biển rồi mọi thứ thay đổi đẹp hơn. Và cái hiện tượng là chèo kéo khách thì cũng không có. Giá thì cũng nói chung là cũng ổn định. Tại các khu điểm du lịch khác trên toàn tỉnh, hoạt động du lịch cũng đã cải thiện được rõ rệt.
tình trạng ăn xin, bán hàng rong, chèo kéo khách được xóa bỏ triệt để. Giá hàng hóa dịch vụ được niêm yết công khai, trật tự tại các khu dịch vụ được thiết lập lại, đảm bảo an toàn và không gian thông thoáng, thuận tiện cho khách du lịch. Bên cạnh đó, việc ứng xử văn hóa thân thiện với khách được đánh giá là đã bắt đầu được thể hiện bằng hành động tích cực, tạo tính lan tỏa trong cộng đồng. Đồng hành với tỉnh Thanh Hóa cũng đến nay là đến năm thứ năm. Thì cứ mỗi lần trải qua một năm thì tôi lại nhận thấy được cái sự thay đổi rất là rõ nét. Mà đây là thay đổi rất là tích cực về cái thái độ và cái ý thức, cái tư duy dịch vụ của người dân cũng như là của những người đang lao động trực tiếp trong ngành du lịch ở đây đang được cải biến rất là tốt. Họ có ý thức về sự chuyên nghiệp. Để tạo dựng một môi trường du lịch lành mạnh, các điểm đến thân thiện văn minh, coi đây là yếu tố bền vững trong phát triển du lịch, tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai thực hiện chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch bằng các giải pháp cụ thể như phối hợp với các đơn vị, các lực lượng chức năng, thiết lập các số điện thoại đường dây nóng từ tỉnh đến cơ sở, tiếp nhận và xử lý các tình huống khẩn cấp, hỗ trợ du khách, tập huấn công tác quản lý và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý du lịch, người kinh doanh du lịch, đồng thời tập trung khắc phục từ những hạn chế nhỏ nhất. Xác định 7% là phát triển kinh tế du lịch. Đấy, cho nên là cái văn hóa du lịch là nó quyết định cho cái phát triển kinh tế. Cho nên cái nhiệm vụ trọng tâm thì mặt trận là xây dựng mô hình này, rồi nhân rộng mô hình này, xuống đến tận ban công tác mặt trận từng khu dân cư. Đặc biệt là cái phân loại các loại hình kinh doanh du lịch để coi như là tuyên truyền để người ta thực hiện tốt cái ứng xử văn minh du lịch và cái quản lý du lịch của thành phố. Một cái nét mới trong năm 2019 là cùng với việc mà tập huấn truyền thông thì chúng tôi đã chỉ đạo thành lập cái câu lạc bộ phụ nữ tuyên truyền về bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch và bảo vệ môi trường, và đặc biệt là chúng tôi cũng tiếp tục là duy trì xây dựng các cái cuốn cẩm nang, cuốn sổ tay du lịch để giúp chị em phụ nữ để tiếp tục duy trì trong các cái kỳ sinh hoạt của chị em tại các câu lạc bộ tuyên truyền của phụ nữ về ứng xử văn minh du lịch. Hy vọng với sự đầu tư đồng bộ, đúng hướng, chú trọng cải thiện môi trường du lịch, thu hút đầu tư, hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng hình ảnh đẹp, thương hiệu nổi tiếng, du lịch Thanh Hóa sẽ thực sự khởi sắc trong tương lai không xa. Thưa quý vị và các bạn, Bá Thước là một trong những huyện miền núi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Do đó, vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tình huống khẩn cấp luôn được quan tâm và từng bước nâng cao. Các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Bá Thước và lực lượng tình nguyện viên đã có mặt ở hầu khắp các khu dân cư, các hộ gia đình để tuyên truyền, nâng cao kiến thức, nhận thức cho người dân về những hiểm nguy từ thiên tai để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản. Anh em Chữ thập đỏ của tỉnh về cũng đã tuyên truyền, chúng tôi đã chuẩn bị bè mạng các thứ để coi như là phòng chống, coi như là bão lụt. Được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Bá Thước đã thành lập được 10 tổ đội sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp ở 10 trên 23 xã thị trấn. Đối với các xã còn lại, hội tổ chức tập huấn cho hàng trăm tình nguyện viên hướng dẫn về sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp. Ngoài những hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Bá Thước đã xây dựng các phương án phân bổ lực lượng để cùng với chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại khi có mưa lũ. Trong lúc mưa bão hoặc lũ lụt thì tôi cũng lúc bà con thì khó khăn hay cái gì thì tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con vận chuyển hàng hóa, đồ đạc. Bà con yêu cầu cái gì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cái đấy. Hội Chữ thập đỏ của các cơ sở, các đặc biệt là các đội tình nguyện viên trực những điểm xung kích lũ lụt, ngập lụt để hướng dẫn bà con cũng như là ngăn chặn bà con đi qua những vùng có xoáy. Sau khi ngập lụt xong thì Hội Chữ thập đỏ cũng đã trực tiếp cùng với các ban ngành chính quyền địa phương đến thăm hỏi những gia đình bị thiên tai như sập nhà, bị cuốn trôi nhà cửa. Những năm gần đây, thiên tai diễn biến bất thường, hậu quả để lại thường rất nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân. Do đó, việc nâng cao năng lực của Hội Chữ thập đỏ và sự chủ động phòng tránh ứng phó của nhân dân sẽ góp phần quan trọng trong giảm thiểu rủi ro do thiên tai.
Thực hiện chương trình cấp nước và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra ở 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, tại Thanh Hóa đã có 3 công trình nước sạch được đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB. Các công trình này đã cơ bản giải quyết được nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân tại 24 xã thị trấn ven biển, các huyện Hoàng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc. Trước đây, gần 900 học sinh và cán bộ giáo viên của trường mầm non Minh Lộc, huyện Hậu Lộc thường xuyên phải sử dụng nước mưa, nước giếng khoan cho sinh hoạt hàng ngày. Nay, nguồn nước sạch đã về đến tận trường. Phục vụ cho các cháu, cái thứ nhất là về mặt đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là sử dụng cái nguồn nước để phục vụ cho các cháu sinh hoạt hàng ngày. Cái thứ ba là nhà trường còn sử dụng nước sạch là thông qua cái hệ thống trong toàn nhà trường giặt các đồ dùng phục vụ. Đến nay, hơn 13.000 hộ dân của 7 xã, trong đó có 5 xã ven biển của huyện Hậu Lộc đã không còn phải sử dụng nước giếng khoan thường xuyên bị nhiễm mặn và phèn chua do được cung cấp nước sạch từ nhà máy nước Minh Lộc. Sử dụng nước sạch cũng là một cái chỉ tiêu cũng rất là quan trọng trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới cũng như là nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tuy nhiên ấy, thì để về lâu về dài và ổn định hơn nữa thì cái này chúng tôi cũng đang tăng cường chỉ đạo đối với các xã và các hộ dân là phải tăng cường cái việc mà tăng cái đấu nối nước để sử dụng, bởi vì cái nguồn nước để phục vụ cho các xã mà ở cái nhà máy này là không phải là thiếu. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm hoạt động, công suất sử dụng của 3 công trình nước sạch đầu tư từ nguồn vốn vay VKB cho hơn 30.000 hộ dân mới chỉ đạt khoảng 60%. Riêng tại Hoàng Hóa, theo số liệu thống kê của chi nhánh cấp nước 8 xã của huyện, mặc dù hệ thống đường ống nước sạch đã được đấu nối đến tận nhà dân, chất lượng nước được kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống giám sát tự động, đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, nhưng mới chỉ có 3.000 trong số 9.000 hộ sử dụng nước. Đường ống lâu năm không được sử dụng gây nên tình trạng thất thoát nước và hư hỏng thiết bị đo đếm. Nguyên nhân chính là người dân vẫn duy trì thói quen sử dụng nguồn nước tự nhiên như nước giếng khoan, nước mưa, rồi tự lọc tại gia đình mà chưa thật sự quan tâm đến chất lượng nước và ảnh hưởng của nước sinh hoạt đối với sức khỏe. Nhu cầu của bà con là chưa có sử dụng hết được cái công suất của nhà máy. Mới dụng đang còn hơi ít. Phía nhà máy thì cũng trong quá trình anh em đi quản lý địa bàn thì cũng là tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho bà con để hỗ trợ. Nên thứ nhất là phải hỗ trợ về chuyên môn để bà con đấu nối nước vào để sử dụng để đảm bảo sức khỏe hơn. Cấp nước an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, đồng thời quản lý sử dụng công trình có hiệu quả bền vững là mục tiêu chính để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, ngoài sự quan tâm vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền vận động, chính người dân, chủ doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường đối với sức khỏe và đời sống. Sáng ngày 22 tháng 5, huyện Quan Sơn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề Các dân tộc huyện Quan Sơn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển. Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn quan tâm triển khai đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng. Việc thực hiện chính sách dân tộc đã góp phần giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 17,9%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14,3 triệu đồng một người một năm năm 2015 lên 25,1 triệu đồng một người một năm năm 2018. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Đại hội đã bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh. Sáng qua, ngày 22 tháng 5, tại khách sạn Mường Thanh, Tòa án Tối cao Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Tòa án Tối cao Hàn Quốc tổ chức tọa đàm về hòa giải và đối thoại tại tòa án. Trong hai ngày diễn ra tọa đàm, các chuyên gia trong nước đã trình bày về hệ thống pháp luật liên quan đến hòa giải tại Việt Nam, đánh giá hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại tại Thanh Hóa, một số nét chính về dự thảo luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Các chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm hòa giải của Hàn Quốc, vai trò chức năng và kỹ năng hòa giải của các hòa giải viên. Một số nội dung được dành nhiều thời gian để chia sẻ và thảo luận tại hội thảo là một số điều cần chú ý khi tiến hành hòa giải, kỹ năng hòa giải trong các vụ án hôn nhân gia đình, các phương pháp viết điều khoản hòa giải. Tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức cho các hòa giải viên, giúp các thẩm phán, thư ký có cái nhìn tích cực và trang bị những kinh nghiệm trong công tác giải quyết tranh chấp tại tòa án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.